Dạ các bạn, hiện tại trên tay mình đang cầm là cục pin của con Huawei Mate 9 hoặc là Mate 9G. Hai con này xài chung pin nha các bạn. Thì trong quá trình mình xài mà cục pin của mình nó bị phù hoặc là xài mau hết pin. Một cái nữa là mình đang xài động tắt nguồn thì cũng thể là do lỗi cục pin. Hiện tại pin này bên mình đang có sẵn hàng đó, các bạn cứ tới thay ngồi chờ lấy luôn. Còn những bạn ở xa mà không có điều kiện tới thay thì mình có thể mình mua về. Thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên trên đó, mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.